nhập gia tùy tục các bạn mà không tùy tục được thì các bạn cuốn gói đi về hoặc là bạn đi làm gì đó làm đúng không đã tham gia những cái lớp học này mình hướng dẫn các bạn chỉ các bạn cách để các bạn nhập gia tùy tục thay vì bạn đợi tới một tháng 3 tháng sau bạn mới có, có việc làm thay vì bình thường những người bình thường hai năm người ta đã mua nhà được rồi thì các bạn đợi tới 7 năm 10 năm bạn mới mua người ta qua người ta có việc làm liền thì các bạn phải đợi 3 tháng 6 tháng mới có việc làm người ta qua tuần đầu tiên là người ta đi làm người ta xin việc luôn ở Việt Nam thì các bạn phải đợi đi vòng 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 và nhiều bạn qua đây hỏi đăng ký thì sao vậy anh thì lái xe đó đăng à, ký thẻ ngân hàng sao vậy anh có những bạn người ta làm luôn ở Việt Nam rồi qua đây người ta chỉ bóc lấy cái thẻ thôi do đó mình luôn luôn muốn các bạn nhanh mà các bạn lại lại luôn luôn là làm làm chậm đó các bạn cái người thành công với người thất bại nó khác nhau ở chỗ đó là. người giàu với người nghèo nó khác nhau vậy thôi à là người ta làm nhanh rồi người ta kết thúc người ta đi chơi còn các bạn ngồi đó mò 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 trong khi người ta kiếm được tiền một tuần người ta ngàn đồng trong khi các bạn không có tiền